chú. Xin chào anh chị. Xin chào các bạn. Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay mẹ con Như Huyền có cái mâm, con của Như Huyền có cái mâm bánh gạo tất bách kia cả nhà. Thì đây là chả giò chiên nha cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức bánh gạo tất bách kia này, cái hương vị sữa nha cả nhà. Thì cái loại này là hương vị sữa nha cả nhà. Màu trắng nè nha cả nhà, màu trắng là hương vị sữa. Cái hương vị này nó rất là lạ cả nhà. Nó thơm cái mùi sữa mà giống như sữa trong hộp mà người ta pha ra mà để cho em bé uống cả nhà. Cái hương vị nó có cái hương vị á cả nhà, rất là lạ luôn. Nó có cái mùi sữa giống như cái mùi sữa mà trong cái hộp mà mình để pha ra cho em bé uống cả nhà. Dĩ nó có cái vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt nha cả nhà. Nó lạ ngộ lắm cả nhà. Thì cái hương vị này á, Như Huyền lần đầu tiên ăn thử nha cả nhà. Huyền mua ăn thử nha cả nhà. Ngon nha cả nhà. Ngon. Bây giờ mình thử cái hương vị này cho. Huyền sẽ thử cái hương vị màu đỏ nè cả nhà. Cái hương vị này là màu đỏ nha. Cái hương vị màu đỏ này cả nhà thì nó có cái vị chanh, thơm mùi chanh, thơm mùi lá chanh, chua. Nó lạ lắm cả nhà, nó rất là lạ. Nhưng mà cái bột của hương vị, cái bột của hương vị này và bột hương vị này thì cái bột thì nó cùng giống nhau. Nó ăn thì nó có độ dẻo 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 dai dai. Nhưng mà nó rất là ngon, cái bột rất là ngon ha cả nhà. Nhưng mà cái hương vị màu đỏ này nè cả nhà. Cái hương vị màu đỏ này nè, ăn không ngon bằng cái hương vị màu trắng nè cả nhà. Hương vị màu trắng này nó ăn ngon hơn cả nhà, ngon hơn. Hương vị đỏ này không bằng. Hương vị màu trắng ngon quá. Con gái Huyền nó đang ăn bánh khoai tây nha cả nhà. Và bé nó uống sữa dâu, thêm ly cà phê sữa nữa. Bây giờ Huyền mời cả nhà một miếng, cả nhà một miếng chả giò chiên với Huyền nha. Mình sẽ chấm vào nước sốt mayonnaise và tương ớt. Huyền mời cả nhà. Nó ngon. Nó ngon mẹ ơi. Nè, con ăn miếng ăn. Chê quá đã, con gái nó chê cái nhà cô chú ơi, làm Như Huyền khoái khoái nữa rồi. Chả giò mà không biết ăn làm dư ra cho mẹ nó rồi, làm mẹ mập tí nó rồi. Trời ơi, bữa nay sao vô dễ thương dữ người ta. Gái nào dễ thương dữ người ta. Huyền mời tiếp cả nhà chả giò với Huyền nha. Trai Huyền nó đang ăn bánh gạo tất bách kia ở ngoài nha cả nhà. Thì bữa nay đồ ăn nhiều quá, bữa nay mình sẽ thử cái miếng miếng nha cả nhà. Thì nãy mình thử hai loại bánh gạo rồi và chả giò chiên, và bây giờ mình sẽ thử thạch dừa nha cả nhà. Thì mời cả nhà nha. Trời ơi, húp một cái chút nó lên tới bản họng. Húp một cái nó muốn lên tới lỗ mũi. Nó muốn lên tới lỗ mũi luôn. Cái đầu tiên chưa biết ngon nha cả nhà. Thử lại cái thứ hai nha. Trời ơi, tại vì nó dướng cái cục thịt dừa, hèn gì nó không có chưa mùi vị gì. Lần thứ ba đi, lần thứ ba. Lần này nó mới vô cục thịt dừa nó mới ngon. Đúng là ngon. Để Huyền lấy cho ông trai Huyền một hộp nha.
rất là ngon nha cả nhà. Vị thơm, ngọt và nó có cái mùi, thử lần lần nó mới biết cái mùi gì. Quên. Cái mùi giống như cái ống quani vậy cả nhà, lai lai giống quani tao bỏ vô vậy cả nhà, mà không biết phải không thì cũng không biết phải không nha. Ngon lắm cả nhà. Có ăn không? Cho thử miếng nè. Có ăn miếng nè. Đúng rồi. Đi cái thịt dưa cả nhà. Ăn nó sực mà thơm, nước ngọt ngon lắm cả nhà. Cái nước nó vừa ăn không có ngọt dữ, vừa ăn ngon lắm. Quá đã. Bây giờ thì mời cả nhà tiếp bánh gạo với Quyền nha. Thì Huyền đã xử lý hết một cái hộp bánh gạo màu trắng rồi cả nhà. Bây giờ Huyền tiếp cái gì ta quên ta. Chả giò. Trời ơi, thấy chả giò mà cũng quên đó. Chả giò đây nè. Bây giờ Huyền mời cả nhà tiếp chả giò nha. Thứ gì chịu nổi. Ngon, món nào cũng ngon. Đã quá. Ngon không con? Ngon. Món nào cũng ngon hết đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng. Đây là hai tay của con gái Huyền này cả nhà. Bây giờ mình sẽ thử của con gái Huyền. Thử qua tay luôn nha cả nhà. Thử hương vị qua tay luôn ha. Huyền mời cả nhà nha. Có hương vị pha tay này sao nó ngon dữ vậy ta. Nó thơm, nó giòn mà nó mặn mặn. Cái hương vị pha tay này ăn chắc nghiện quá cả nhà. Ngon quá. Ngon. Thơm ngon. Béo. Huyền còn đây một món nữa nha cả nhà. Đây là cà phê sữa nha cả nhà. Bữa nay ăn cứ dữ không à. Cà phê sữa nha cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà uống cà phê sữa với Huyền nha. Cho mẹ mượn cái muỗng cái. Cảm ơn con nha. Trời đất ơi ngoan quá. Cảm ơn cái không có gì đâu mẹ. Cảm ơn con cái đó nha. Trời ơi, có con gái nè, trời ơi, cái gì đó. Cà phê sữa nè cả nhà. À, trái mận nha cả nhà. Đây, rất là ngon. Thì Huyền lần nào á, Huyền cũng ăn đồ ngọt trước mới ăn đồ chua sau á cả nhà. Là có thể bị chua chứ không giờ ngọt. Huyền quên, lần nào Huyền cũng quên chứ á. Hồi nãy là theo như ăn mặn xong đi gạo uống cà phê sữa này, uống cà phê sữa xong mới ăn mặn là có thể bị chua nha cả nhà. Huyền lúc nào Huyền cũng quên hết trơn á cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn nha. Tốt nhật chua hay ngọt? Chua hay ngọt? Cho nói lại lần nữa. Cháu điện nó chưa bị dụ rồi ngọt. Nói hai tiếng đầu đúng rồi, bị dụ ra nói lần nữa nói tiếng sau chua. Sai rồi ngọt. Cả nhà ơi, nãy mình ăn đồ ngọt nhưng mà mình ăn cái mận này vô vẫn có vị ngọt nha cả nhà, không chua nha. Tại vì cái mận này nó rất là ngọt cho nên là ăn vô nó cũng không có bị lạc nha cả nhà, không có bị chua nha. Ngọt. Ngon quá. Thử rồi.
ngon quá. Món nào cũng rất là ngon nha cả nhà, rất là ngon luôn. Thì mỗi một hương vị nó ngon khác nhau nha cả nhà. Thì bây giờ hai mẹ con có Như Huyền xin kết thúc video. Cả nhà có yêu quý kênh của Trần Ngọc Như Huyền và hai mẹ con của Huyền thì cả nhà hãy cho Như Huyền một like và một đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận được cái thông báo mới và clip mới của hai mẹ con Như Huyền nha. Xin kết thúc video với cả nhà, hai mẹ con Như Huyền bye bye. Bye.